Với phân khúc laptop dành cho học sinh, sinh viên, dân văn phòng với mức giá khoảng 16 triệu đồng, thì phiên bản mới nhất của HP Pavilion 15 sẽ được Anphat giới thiệu trong video ngày hôm nay. Là laptop thuộc phân khúc tầm trung, HP trang bị Intel Core i5-1135G7 mới nhất, RAM 8GB, ổ cứng 256GB SSD. Đây là con chip thuộc thế hệ thứ 11 Tiger Lake mới nhất với 4x8 luồng vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ có hiệu năng đa nhận ổn định, HP Pavilion 15 phiên bản này còn có khả năng xử lý đồ họa hoàn toàn khác biệt nhờ đồ họa tích hợp Intel Iris Xe. HP Pavilion 15 là sự kết hợp giữa hai chất liệu là nhựa ở mặt đáy và kim loại ở mặt trên cùng, bao phủ toàn bộ máy là màu xám, nhưng mà mình cảm nhận thì nó có pha chút ánh hồng. Và với thiết kế hướng đến đối tượng người dùng tìm kiếm sự đơn giản, không quá cầu kỳ, các cạnh viền được bo hơi tròn ở 4 góc máy, logo HP thì ở chính giữa, chất lượng hoàn thiện tốt ở mức giá hợp lý chỉ hơn 16 triệu đồng. Thế mạnh lớn nhất của HP Pavilion 15 phiên bản này có lẽ là phần màn hình lớn, nhưng viền màn hình lại vô cùng mỏng, cho kích thước toàn bộ máy nhỏ đi rất nhiều nhưng vẫn giữ được phần màn hình rộng. Webcam vẫn được trang bị ở cạnh trên cùng. Màn hình Full HD, tấm nền IPS. Với tầm giá này thì chất lượng màn hình ở mức ổn, phù hợp với nhu cầu văn phòng. Thêm vào đó, màn hình còn được phủ thêm một lớp màn chống chói giúp cho người dùng đỡ bị mỏi mắt, cũng như là có thể sử dụng ở bất cứ nơi nào dù là điều kiện ánh sáng có mạnh. HP đầu tư và thiết kế khá tốt khi đồng bộ màu của phần bàn phím giống với màu của touchpad. Điều này mang lại vẻ thẩm mỹ cao cho sản phẩm, cảm giác gõ phím thoải mái, layout phím hợp lý, các phím thiết kế lớn, bàn phím full size có bàn phím số, cực kỳ hợp với các bạn học sinh, sinh viên và dân văn phòng cần nhập nhiều dữ liệu. Touchpad thì kích thước vừa phải, vẫn là một thiết kế đồng nhất, di mượt tracking tốt, cảm ứng đa điểm. Và vì là laptop văn phòng thế nên là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng duy nhất touchpad này, không cần thiết là phải có chuột rời ở bên cạnh. Phần bản lề cứng các bạn nên mở bằng hai tay, bản lề khi mở tối đa thì có thể nâng máy lên một chút với cả 2 feet cao su. Ngay phía dưới phần bản lề thì HP trang bị giải loa stereo do chính HP phát triển để phục vụ các nhu cầu giải trí, nghe nhạc, xem phim ngay từ chính loa ngoài của sản phẩm. Cổng kết nối cực kỳ đầy đủ khi có một khe thẻ micro SD, hai cổng USB Type-A, một cổng HDMI, một jack audio combo và một cổng USB Type-C. Thời lượng pin thì các bạn có thể sử dụng vừa đủ cho một ngày dài làm việc, phù hợp khi các bạn mang máy đi họp hay ra cà phê ngồi làm việc thì cũng không cần quá lo lắng bị gián đoạn khi mà hết pin. Thêm vào đó thì chế độ bảo hành của HP cũng là một điểm cộng, bảo hành tận nhà chính hãng toàn quốc 24/7 chỉ với một cuộc điện thoại với tổng đài tư vấn miễn phí 1800 588 868, và chi tiết sản phẩm thì mình sẽ để tại link ngay phía dưới mô tả của video. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này, và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là Anphat có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.